在世未曾受过考验，愿能迎接你路前尽无扰。Tập trước nói tới thầy trò Đường Tăng ba lượt đấu với Hắc Hùng Tinh, bây giờ đấu tới Không Sát Sinh. Đánh đi, đánh chết đó đi. Chỉ cần người đánh chết con mũi này, vậy thì người đã phạm sát giới, là người đã thua rồi đó, đồ mập ú. Hơ, không phải chứ, mũi cũng tính. Chúng sinh đều bình đẳng. Ngủ không? Cụ đang vào nãy giờ sao chưa thấy ra vậy? Ấy ra kìa. Ấy, như đấy, như đấy. Như đấy. Ấy, sao rồi? Vị sư huynh sao rồi? Sao, sao, sao hả? Vị sư huynh sao vậy? Tại sao mặt của huynh giống như cùi vậy? Dĩ nhiên bị mũi cắn mà. Mũi cắn hả? Ngủ đang à, hai người chỉ tỷ thí tính ngộ phật thôi, tại sao phải tổn hại tới thể xác chứ? Phải, con cũng nghĩ như vậy. Hắn biến thái rồi, hắn nuôi cả tổ mũi ở trong có cắn con tới như vậy nè. Sư phụ à, cũng may là con đi theo thầy nhiều năm, con đại từ đại bi không hề với con mũi nào. Giỏi lắm, giỏi lắm, giỏi lắm. Huynh thả thuốc cho đại nha. Qua đi đã. Chưa đấu xong, ta đã mất nhiều huyết heo rồi, mấy con mũi ở trong cũng no hết rồi, muốn đấu gì nữa? Cuộc thi hồi nãy chỉ là diễn luyện tập bên ngoài thôi, cuộc thi tính ngộ phật thực sự bây giờ mới bắt đầu. Không phải chứ. Ta đi, ở bên này. Hả? Đi thôi, đi thôi. Đi 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 đi, lần này phải thắng nha. Điều này đơn giản lắm, ở đây có một cái lỗ, chỉ cần để bàn tay của ngươi vào thì được rồi. Người điên thiệt, bên trong con rắn cắn cái thì nguy. Không phải đâu, không phải đâu nhị sư huynh, coi kìa, đi để tay vàng cũng đâu có sao đâu. Ê, phải rồi đó, nếu cô rắn cắn hắn trước rồi làm sao mà cắn để được, cô rắn hắn cũng không để bây giờ đâu. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên. Sao rồi gì huynh? Gì vậy? Cái gì? Gì vậy? Ngô Đăng, tại sao mà con đau đớn đến như cười vừa khóc vậy? Thật ra bên trong chứa đựng gì vậy? Ẩu kiến, ẩu kiến. Trời ẩu kiến. Nè, 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 ráng lên, ráng lên. Cùng lắm sau này bỏ cánh tay, cố gắng lên, phạm sát giới thua đó. Chưa? Năm siêu Phật tổ lóc thịt cho ưng ăn cũng vậy thôi, chỉ cần ngươi có lòng từ bi phổ độ cho bọn kiến lửa cắn thì có đáng kể gì. Ngươi đừng đuổi lòng kiến lửa cắn như chúng tôi gì nữa không? Lên lên, đừng đâu ta tệ, đừng đừng có đuổi lòng, đừng 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 đừng. Đó thấy chưa, huynh đã nói cái lỗ đó không có rắn mà. Ai nói không sao. Để ai giữ chặt không cho đệ rút tay ra. Thật không ngờ tính ngộ phật của ngươi cũng cao như vậy. Tỷ thí với ta mấy lâu vẫn có thể kiên trì không giết một con kiến nào. Ê, khỏi nói. Không giết chết một con kiến nào tức là huề rồi nghe. Hồi nãy chỉ là sự luyện tập ngoài da thôi, cuộc tỷ thí tính ngộ phật bây giờ mới bắt đầu. Nè, nói thiệt nha, chừng nào mới chính thức bắt đầu đi. Là gì vậy? Mật ong. Cái gì? Người định dùng nấu ăn hả? Bộ mật ong có thể trị ngứa hay sao? Nếu phải thì mau mau thôi vậy xuống đi. Phải thử nghe. Nè, tự nhiên đi. Cảm ơn, cảm ơn. Có thấy đỡ không? Không biết, nhưng mà ngọt dữ. Được rồi chưa? Xong thì qua bên này đi. Nè, thoa nhiều một chút. Thí chủ. Cái đầu này mau đi, đủ thôi. Sư phụ à, mau qua bển đi. Mập ú, chuẩn bị đấu trường này với ta nè. Chuẩn bị gì? Nói gì? Sao có nhiều ông quá vậy nè? Ê, trả lại cho ngươi đồ. Cẩn
A Di Đà Phật. Trời ơi, có lẽ uống vậy để à? Được, cho để một chút nha. Cô đang không biết làm gì mà. Dạ, dĩ nhiên không nên rồi trời. Không hơi đau đớn nữa, mạng sống quan trọng hơn. Nè, 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 nè. Nè nè, chú Quỳnh có đau không? Dùng nước miếng pha cho Quỳnh nha. Ủa được hả? Được, không thôi dùng nước mũi cũng được. Vậy liếm tay Quỳnh trước đi. Dạ. À mà nè Tâm Đệ, lửa để bị đèn á, đi đại phương. Đệ đó, còn ở đó chơi nữa. Lần nào cứ để ra thi đấu đều liên lụy mọi người bị thua hết. Đổ heo vô dụng. Bây giờ mình để tệ lắm hay sao? Để là heo chứ bộ qua hay sao? Có nhiều ông vậy, heo cũng chạy mà. Đại phương Quỳnh tin nó thiệt ra chú Quỳnh mà. Làm cái gì? Chạy nữa hả? Chạy chứ anh nè bây giờ. Đại phương Quỳnh, cô chạy nữa. Ê, cô không nên trách cậu Đăng nữa. Có cầu thắng bại là chuyện thường thôi mà. Ủa? Ê, mà bố không có gì chứ? Tổ ông của ngươi đâu? Phải rồi. Yên tâm, ta đã đưa bọn chúng trở về tổ an toàn hết rồi. Trong đó có hai con bị thương, ta còn bắt một tên đại phu về trị thương cho chúng nữa. Thiện tai, thiện tai. Nên làm, nên làm. Phải rồi, có cần đấu luôn trận chót không? Có đó. Tại sao vậy? Người đấu liên tiếp hai trận vẫn chưa nghỉ mệt. Đối với ngươi không được công bằng cho lắm. Yên tâm đi, tôi tin rằng mọi người đều muốn đấu luôn trận này mà. Hay là vậy đi Hùng Tinh, chúng ta qua bển bàn chút. Ừ. Thất lễ. Nè, nói rồi mới nói nghe. Để ngươi một đấu với ba trong lòng ta cũng khó chịu lắm. Nhưng mà đứng trên lập trường tỷ thí ta lại không muốn thua. Nếu thắng ngươi thì e rằng người ta nó ỷ đông hiếp yếu. Ê, vậy đi. Hay là ngươi về nhà tắm gội cho sạch, thay quần thay áo sạch sẽ, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai ta đấu tiếp với ngươi. Ê, không có sao. Ê, không phải đâu. Ê, coi nè, tỷ thí cả buổi quần áo dơ hết rồi, ốm nhom à. Về nhà ăn chút gì đi. Ê, không nói thì thôi. Tối nay mới cảm thấy cũng hơi đói bụng rồi đó. Không phải. Được. Thế người cùng chính liên minh như vậy, ngày mai hãy đi tiếp. Được, mai gặp lại nha. Trời ơi, sư huynh à, huynh có lộ bi không vậy? Để hắn đi vậy hả? Nhưng lúc hắn bệnh lấy mạng hắn luôn, ốm nhom thì tốn là đánh nắng trận ta bơi. Đó rồi đại sư huynh, chúng ta đã thua hai lần rồi, thắng một lần cũng đỡ mà. Trời ơi, bộ huynh không biết sao, nếu mà được huynh đã đập nó rồi, cần gì hay để giải. Có thấy người ta khí thế lẫm liệt đang hăng hái quá trời chưa? Nếu huynh không trận cân giận của hắn, chẳng lẽ để hắn thừa kế xông lên? Tối nay họp mặt gia đình. Để làm gì? Để nghỉ cách. Sao? Nghĩ được cách gì chưa? Nếu ông ra cách đó thì mất cả xa mất mặt đó nghe. À, đại sư nè. Nè, con khắc Hùng Tinh đó, da dày thịt chắc, võ công lại cao cường, đánh cũng không sợ, lại chịu đựng được. Hơn nữa nó đạo lý với y, thì y ăn nói ngang ngược, cho nên để nghĩ tới nghĩ lui, để thật sự không có cách. Nè, thế á. Sư phụ à, thật ra chiếc áo cà sa chỉ là vật ngoài thân thôi. Hay là tặng đại cho Hắc Hùng Tinh cho xong đi sư phụ. Trời đất ơi, đừng có biết xấu là gì không? Bọn xấu? Giờ phút này còn nói những lời như vậy để còn người nữa sao? Đúng vậy, để không phải người. Thực chất đây chỉ là con heo. Quynh, không phải vậy thì sao đây? Quynh có cách thắng hắn hả? Thôi thì chúng ta tỏ ra độ lượng tặng cho hắn luôn. Vậy thì rảnh tay rảnh chân đỡ mất mặt hơn. Không được đâu. Áo cà sa đó là do Quan Âm đại sĩ tặng cho sư phụ mà. Cho dù đánh chết để không tặng cho người ta đâu. Liên quan gì tới đệ áo cà sa là của sư phụ à? Cô Tình, thật ra các con hạ thất vì chiếc cà sa mà giành được sự sống chết như vậy chứ? Không lẽ các con đã quên lời dạy trong kinh Phật hay sao chứ? Xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Trời ơi, sư phụ là bắt đầu niệm kinh nữa rồi. Thấy chưa? Sư huynh à, đừng có thông minh nên nghĩ cách đi. Thôi, đừng có ồn mình để nghe không nói, đừng có ồn đúng không? Có cách rồi. Có phải huynh chứ? Sư phụ có làm gì huynh đâu, sao huynh nuốt thầy? Huynh ám thật sư phụ. Bình tĩnh lại đi. Sư phụ à, thầy có sao không? Ờ, thầy không sao. Nhưng mà trong này tối quá. Ngủ không, tại sao con lại nuốt thầy vào bụng vậy? Sư phụ à, thầy chịu khó chút đi. Nè, ngày mai thi niệm kinh đó. Trong bốn chúng ta ai là người giỏi nhất là sư phụ. Không nhờ sư phụ giúp thì ai đây? Nhưng mà ngày mai người thi là huynh, không phải là sư phụ mà. Bởi vậy huynh mới nuốt thầy vô bụng đó. Để chi vậy? Sư phụ à, thầy có thể niệm vài câu kinh nghe thử không? Niệm kinh à? Dạ phải. Ờ, xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc. Sắc tức thì không, không tức thì. Sư phụ à, sư phụ, đủ rồi. À, cười hay. Sư huynh cộng với sư phụ song kiếm hợp bích, đúng là thiên hạ vô địch. Ha.
Sư phụ. Thầy không sao chứ? Ngộ Không, chúng ta là người xuất gia mà, làm sao có thể nói dối được chứ? Trời ơi sư phụ à, tại con Hắc Hùng Tinh nó trộm cà sa của thầy trước. Tụi con bài chút xíu kế cũng chỉ là muốn điểm qua hắn thôi, đâu có hại. Phải, phải. Tuy rằng là vậy, tuy rằng gì nữa đó sư phụ ơi, nói láo vài câu không có tổn thương đến ai mà. Vậy lần này chúng ta thắng chắc rồi á. Con Hắc Hùng Tinh đó không biết chuẩn bị đến đâu rồi ha. Hư bất thiệt chân, khổ thí nhất trừ đăng, chú đẳng đẳng vô thị, chú thượng vô thị, chú minh đại thị. Sư huynh à, hình như y đang đọc khẩu quyết võ công thì phải. Căn cứ theo quy tắc giang hồ, nếu nghe lén người ta đọc võ công thì bị xẻo lỗ tai đó. Trời ơi Tam Đệ, chúng ta đâu phải nghe lén đâu. Hả? Ai biểu y đọc lớn tiếng quá, ở đầu đường còn nghe được nữa, chúng ta luôn tiện nghe luôn. Ê trời ơi, mấy cái thứ võ công rác rưởi đó có gì mà đáng học. Muốn học ở huynh 72 phép thần thông nè. Chú thần đại thị, đa mật la ba nhã bát tri cố, bồ đề tam biểu tam la đa. Nè Tam Đệ, không học thì thiệt thòi, nhớ nghe. Chú thượng vô thị, chú minh đại thị, chú thần đại thị. Dì sư huynh à, huynh có cảm thấy quen lắm không? Hả? Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, dị vô đẳng đẳng chú đó. Trời ơi Tam Đệ, để chết rồi, để nghe lén khẩu quyết của người ta từ trước hả? Huynh theo quy luật giang hồ xẻo lỗ tai để xuống không, 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 không phải đâu dị sư huynh, bài chú này là ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh hả? Lão xa đây đã niệm tới thuộc lòng như cháu rồi, nhưng mà ta không ngờ Hắc Hùng đại ca lại còn có thể đảo ngược tâm kinh mà đọc đó. Bộ tâm kinh cũng có thể đảo ngược để đọc sao? Có nghĩa là nút sư phụ vô bụng cũng vô dụng rồi hả? Vậy tính sao đây? Sách này là kinh Kim Cang, còn đây là Bách Hoa Kinh, Địa Tạng Kinh. Trời, tứ thư ngũ kinh này sư phụ. Hả? Luôn cả tứ thư ngũ kinh cũng có hả? Dạ phải. Dạ dĩ nhiên là sư phụ. Con Hắc Hùng Tinh nó đi đến nỗi kinh thư có thể đảo ngược để đọc. Tóm lại hôm nay được suy nghĩ nhiều, thuộc bấy nhiêu hay bấy nhiêu. Dạ phải, dạ phải. À, mà đưa đi sư phụ, bắt đầu nghe thầy. Dạ. Bắt đầu sư phụ. Rồi. Đề bồ tam miệu tam la đà cố đà mật la ba nhã bác y. Kinh sách và Phật nhiều vô số kể, trong một đêm thì làm sao có thể học hết được chứ. Đọc kinh chỉ để thông hiểu đạo lý, còn đảo ngược lại thực chất là không có ý nghĩa rồi. Trời ơi sư phụ ơi, sư phụ bị thua mất mặt như vậy càng không có ý nghĩa hơn. Dạ phải rồi, phải rồi, đọc tôi xong đi sư phụ. Đọc đi sư phụ ơi, đọc đi, đọc đi, đọc đi, đọc đi. Tội lỗi, tội lỗi. Hả? Sao thầy có thể lấy kinh Phật ra làm trò đùa được chứ? Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiêu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ anh. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Lần này đúng là sắc tức không, thị không, không tức thị sắc, lành ít dữ nhiều. Tứ đại giai không. Là chú huynh, chú huynh. Hai huynh có cách nào khác không? Ngủ ngon. Ngủ ngon. Để biết rồi, cho Hắc Hùng Tinh uống nước ngủ mà. Nghỉ ngơi một đêm, quả nhiên con người sảng khoái hơn. À phải, các chị à, vì vấn đề thời gian chúng ta nên thi luôn trận cuối cùng đi. Nè nè nè, nói ra mới nói nghe, ta nói trước đó. À, không thi niệm kinh nữa. Niệm kinh? Hơi mấy thứ sơ thiện đó làm sao chứng tỏ được tính ngộ Phật của chúng ta? Đa sư huynh à, chị huynh có thể yên tâm rồi. Hay trời, niệm kinh Phật mà nói sơ thiện, vậy cái gì mới là cao cấp đi? Hôm nay ta đối với các ngươi cảnh giới cao nhất của đạo Phật, thành Phật. Thành Phật. Hắc Hùng thí chủ, những người tu hành như chúng ta dĩ nhiên hy vọng có thể đắc đạo thành Phật, nhưng trước lúc tạo nhiều công đức phổ độ cho chúng sinh, làm sao dám hy vọng thành Phật chứ? Tâm Tài đại sư có điều cũng biết rồi, thật ra thành Phật là một điều vô cùng đơn giản. Là điều vô cùng đơn giản. Phải, chắc ông không có đọc kinh Phật rồi. Hả? Sư phụ từng nói với ta, thầy nói Địa Tạng Bồ Tát nói, độ tận chúng sinh phương chứng bồ đề, địa ngục dị không thể bất thành Phật. Mấy câu nói này vô cùng đơn giản, thiết nghĩ các vị ai cũng hiểu mà. Có nghĩa là chỉ cần địa phủ không còn ma quỷ thì chúng ta có thể thành Phật rồi. Lời nói này của Địa Tạng Vương Bồ Tát dĩ nhiên xuất phát từ lòng Bồ Tát. Nhưng mà hồn ma phách quỷ sở dĩ bị giáng xuống 18 tầng địa ngục, vì lúc sinh tiền họ làm nhiều việc ác nên sau khi chết mới bị quả báo. Tự hỏi ai có thể làm cho địa ngục không còn người được chứ? Hay ta mặc kệ, tóm lại địa phủ không còn ma quỷ, chúng ta sẽ có thể thành Phật rồi. Tôi nghĩ thí chủ đã hiểu sai ý của Địa Tạng Bồ Tát rồi. Bồ Tát chỉ hy vọng hy sinh cơ hội trở thành Phật của mình để phổ độ cho tất cả hồn ma phách quỷ dưới địa phủ thôi. Ta không tin. Không lý nào sư phụ lại nói láo gạt ta. Sao sư phụ lại nói láo chứ? À, ta hiểu rồi. Chắc chắn là các ngươi sợ không dám nói với ta phải không? Nếu phải thì cứ lên tiếng đi. Con người của ta dễ dãi lắm. Nè, coi như các ngươi thua, đem áo cà sa ra đây thì coi như không có chuyện gì. Không phải, không phải đâu Hắc Hùng đại ca. Huynh có phát giác ra những gì huynh nói hồi nãy có chút nào bóp méo sự việc không vậy? Ta không cảm thấy. Người đúng là nói được thì nói, nhưng nói được thì làm hoàng đế cũng được vậy. Cho ngươi làm ngọc đế luôn vậy không?
làm luôn Như Lai Phật Tổ đi đồ ngu. Như Lai Phật Tổ cũng được, Ngọc Đế cũng được, ta không muốn làm, ta chỉ muốn lấy lại áo cà sa thôi. Nếu sợ thì chịu thua đi. Ngươi điên rồ quá đi. 500 năm trước ta đại náo Thiên Cung và Long Cung xuống địa phủ nhiều hơn là ngươi đi hầm xí. Trận này ngươi muốn đấu làm sao nói đi. Được, mau lẹ lắm. Thì xuống địa phủ bắt ma, phải bắt được nhiều thì người đó thắng cuộc. Thì sợ ngươi sao? Được thôi, nè, càng là không thể. Làm gì nghịch với ý trời. Cũng không nên đấu với yêu. Sư phụ à, yên tâm đi, con thắng đi là cái chắc mà. Chờ nào bắt đầu. Chờ ngươi thôi, bắt đầu. Đi Cổ Khung, hay lắm, sư huynh giỏi. Giỏi chuyện gì vậy? Thì huynh nói đại thôi mà. Bắt lên. Quỷ Môn Quan. Đây là cái túi gì vậy? Túi bắt ma. Không đem làm sao bắt ma chứ. Bắt ma còn phải túi nữa hả? Ừ. Chết rồi không có đem. Cho mượn cái thôi. Nè. Ê, cảm ơn nghe. Bắt đầu được chưa? Chờ ngươi thôi. Tại sao ta phải phục? Ta đã đi khắp 18 tầng địa ngục, ta đã bắt được tổng cộng 108.999 con ma quỷ. Quốc cao có thấp hỏi ngươi phục chưa? Sư huynh à, con huynh sao? Ta cũng đã đi khắp 18 tầng địa ngục, bắt được 108.999 con ma quỷ. Có mập có ốm, hỏi ngươi phục chưa? Ủa, vậy có nghĩa là què nhau rồi, hát hùng về đây ca. Vậy trận này chúng tôi không có thua huynh đâu. Nguy rồi, vậy không lấy được áo cà sa của sư phụ rồi. Đường Tam Tạng. Phán quan. Bần tăng bái kiến phán quan đại nhân. Đường Tam Tạng, đồ đệ của ông cũng nhàn rỗi quá. Y và con hắc hùng tinh này xâm nhập địa phủ, giết chết vô số quỷ sai, còn bắt hết tất cả những hồn ma phách quỷ dưới địa phủ nữa, làm cho địa phủ nơi mà xưa nay vốn trật tự đảo lộn hết, quỷ khóc thần sầu. Chuyện này đã náo động đến tai Ngọc Đế. Hả? Luôn Ngọc Đế cũng biết là chúng ta sẽ bị giáng tội đó. Ngục không, tất cả đều do chuyện tốt của con. Phán quan đại nhân, bần tăng không biết dạy dỗ, xin ngài thứ lỗi cho. Vậy thì ông cứ yên tâm, Diêm Vương cũng không muốn Ngọc Đế trách người không biết cách quản lý địa phủ. Người đã bẩm rõ với Ngọc Đế, vì hồn ma ở mãi nơi âm ti, chịu đủ hành hạ, tuy cuộc sống khắc khổ. Đặc biệt vào ngày 14 tháng 4 mở rộng quỷ môn quan, ân điển cho họ lên dương quan một ngày, nên mới dẫn tới hồn ma chạy loạn, la lối ôm sầm thôi. Đa tạ Diêm Vương đại nhân, đa tạ phán quan đại nhân. Nhưng mà Ngọc Đế nói, dù sao người và ma khác biệt, không thể để họ quấy nhiễu ở dương gian quá lâu. Người đã lệnh cho Diêm Vương, trước sáng ngày mai triệu hồi tất cả hồn ma về, đóng cửa quỷ môn quan. Ta hẹn các ngươi hôm nay trả hết các hồn ma về. Ngủ không, con có nghe rõ chưa? Còn không làm theo đi. Không thành vấn đề, thi xong rồi mà. Chưa đâu. Gì chưa? Phải rồi, người này là ai vậy? Ngươi không biết à? Mới gặp lần đầu thôi. Phán quan với địa phủ đó. Có coi như ma không? Dĩ nhiên rồi. Vậy thì được rồi. Thôi.
bây giờ ta hơn ngươi một con này còn là thứ dữ đó. Rồi nó nhúc nhích lợi hại chưa, ta hỏi ngươi phục chưa? Ta không phục, nếu ta bắt hết các quỷ sai thì nguy rồi. Thì ta bắt luôn Diêm Vương và Mạnh Bà đó, đồ ngu. Ta phải đi khắp góc cùng ngõ hẻm và địa phủ bắt hết ba quỷ. Nè, hai người cãi nhau đủ chưa? Hai người cứ đấu như vậy, phải đấu tới chừng nào đây? Đấu tan chịu thua mới thôi. Thua mới thôi, hai người không cần đấu nữa. Bần tăng chịu thua. Sư phụ. Bần tăng tình nguyện giao cà sa ra. Sư phụ, ý của thầy đã quyết rồi, các con không cần nói nhiều. Sư phụ à, con biết lần này tụi con đã gây ra đại họa, nhưng con đã đem tất cả hồn ma phách quỷ trả về địa phủ an toàn xong rồi, luôn cả quỷ môn quan con cũng khép lại, không có chuyện gì nữa đâu. Sao thầy lại sợ con hát hùng tinh đó mà chịu thua? Không phải thầy sợ hát hùng thí chủ, mà sợ các con thôi. Các con nhìn mình kìa, hãy nói tới tỷ thí, đừng bị sự chiến thắng chi phối tinh thần, không phân hát bạch thị phi, đâm đầu làm đại. Cũng may chuyện lần này được cản trở kịp thời, nếu còn phạm nữa hậu quả sẽ khó lường đó. Sư phụ à, tại con hát hùng tinh đó chọc tụi con trước, có câu kẻ gây sự bị đánh chết cũng không ai thương liên quan gì tới tụi con. Sư phụ à, tụi con đã biết lỗi rồi, áo cà sa là rõ ràng của thầy mà, thì đừng di chuyển tụi con hư đốn, liền giơ hai tay tặng áo cà sa cho người ta chứ. Thì phải đó sư phụ à, nếu mà thầy đem áo cà sa dâng tặng cho hát hùng tinh, có khác nào thừa nhận chúng ta sai? Giả sử thầy không đem cà sa tặng cho hát hùng thí chủ, e rằng chuyện này càng làm sẽ càng lớn. Hơn nữa, nếu thầy đem cà sa tặng cho họ, nói không chừng lòng hướng Phật của họ càng kiên định hơn, tới lúc đó phúc đức chúng ta tạo ra sẽ càng lớn lao hơn. Vậy cũng phải hả sư phụ? Vậy phải gì? Sư phụ à, tại sao thầy nói mãi các con vẫn không hiểu vậy? Năm xưa Quan Âm đại sĩ tặng áo cà sa này cho thầy, chỉ hy vọng lòng hướng Phật của chúng ta vững vàng hơn. Hơn nữa, áo cà sa chỉ là vật ngoại thân, chúng ta hà tất phải chấp nhất chứ. Quan Âm đại sĩ tại thượng, Bần tăng tin rằng hôm nay Bần tăng đã hết duyên giữ áo cà sa cẩm nang này. Hắc hùng thí chủ, hy vọng sau khi thí chủ có được cà sa này rồi, như lấy những gì Quan Âm đã dạy, phúc huệ song tu. Yên tâm. Sư phụ à, cuối cùng con đã hạ được cơn giận giùm thầy rồi. Phật tính của ba người thấp như vậy, từ đầu thì đừng nên đấu chứ. Người lẻo đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, ngồi đây. Đại sư hãy yên tâm, tôi sẽ không trách họ đâu. Sư phụ dạy tôi dĩ đức phục nhân, ngày mai tôi sẽ cử hành đại hội Phật y, ngài hãy nể mặt tới chung vui nha. Hắc hùng thí chủ, chúng tôi đã đáng lại đây một thời gian lâu lắm rồi, ngày mai phải tiếp tục lên đường, e rằng không thể tham dự đại hội Phật y của thí chủ được. Vậy thì đáng tiếc quá, không có đại sư và ba tên này thật sự là tổn thất của chúng tôi. Tôi phải vội trả lại cho chủ nhân, tôi xin cáo từ. Xin kiếu. Cút đi, cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Con đã lấy lại áo cà sa về cho thầy à? Chắc phải, không chỉ vậy đâu sư phụ, con còn khoan lần trước đi. Con chuẩn bị tổ chức đại hội Phật y thật lớn cho thầy, công bố thiên hạ, nói hết mọi chuyện cho tất cả mọi người cùng nghe. Áo cà sa này vốn là của thầy, chẳng qua đám cổ tăng thượng tăng này đã tham lấy trộm thôi. Đệ tử con à, bây giờ chúng ta đã lấy lại áo cà sa rồi, người ta thường có câu tha thứ cho người ta được thì cứ tha thứ, huống hồ thầy đâu phải là những hạng người cần sĩ diện, đừng tổ chức đại hội Phật y nữa. Không được, sư phụ bây giờ đã muộn rồi, bởi vì con đã phát thiệp khắp nơi kêu mọi người ngày mai hãy tới đúng giờ. Sư phụ, thầy không sao chứ? Thế sư phụ vui mừng quá phải không? Đệ tử con à, chẳng phải thầy đã nói với con nhiều lần lắm rồi sao? Người xuất gia chúng ta làm việc phải chừa cho người ta một con đường sống, làm người thì phải hậu đạo một chút, làm việc thì phải dễ dãi một chút, bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi. Không được đâu sư phụ, lần này tuyệt đối là không được, bởi vì con không để thầy chịu qua chịu nhục được. Áo cà sa này vốn là của thầy mà, con sẽ nói hết đầu đuôi cho tất cả dân làng cùng nghe. Con tin rằng họ cũng là người hiểu biết lý lẽ thôi, ngày mai họ sẽ biết được ai đúng ai sai đó sư phụ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta mau trở về chuẩn bị buổi đại hội Phật y ngày mai đi. Tới lúc đó con nghĩ tất cả mọi người sẽ sùng bái thầy và kính trọng thầy đó. Không ổn rồi, thầy cảm thấy khó chịu quá, không biết có phải thầy bị bệnh. Sư phụ à, thầy đừng có làm bộ nữa, con biết thầy là người có lòng từ bi,
Thầy không muốn nhìn bộ mặt thật của thầy trò đường tan ra, có phải không? Sư phụ thiệt là tốt bụng quá. Nhưng mà con cảm thấy người xấu hổ là thầy trò của đường tan mới phải chứ. Thầy không nên nghĩ như vậy. Đi thôi. Khoan đã. Đi đâu vậy? Về tiền viện chuẩn bị đại hội Phật y ngày mai đó mà. Đi thôi. Hả? Đệ tử con à, con có cảm thấy hôm nay thời tiết lạ lắm không? Hình như rất nóng bức và khó chịu lắm đó. Không phải đâu sư phụ, trời âm u muốn mưa thôi mà. Ý thầy chính là vậy đó. Có lẽ gần đây thầy ở núi Hắc Phong thấy thoải mái quen rồi, bây giờ thầy trở về đây cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Không được đâu, thầy trở về núi Hắc Phong để tu hành tiếp nghe. Ý sư phụ à, thầy ở núi Hắc Phong chỉ mới có 2-3 ngày thôi, nhưng thầy sống ở đây đã 200 mấy năm rồi, sao lại không quen được chứ? Vậy sao? Ai nói vậy? Chính thầy nói mà. Không phải vậy. Nè, hãy qua đi coi, sao hòa thượng này quen quá vậy, không biết gặp ở đâu nữa. À, Kim Trì Thánh Tăng đó mà. Đó, người mà lần trước làm bộ bắt yêu tinh và muốn lấy trộm áo cà sa của đường tăng, ai ngờ làm chùa của mình bị đốt luôn. Người này chính là Kim Trì Thánh Tăng đó. Trời ơi, đã 200 mấy tuổi đầu rồi, lại ra nông nỗi này hả? Xấu hổ quá đi. Xấu hổ cái gì, xấu hổ gì? Ê, hình như Kim Trì đạo tặc phải không? Đừng làm nhục sư phụ của ta. Tất cả hãy nghe cho kỹ đi. Áo cà sa này vốn là của sư phụ ta, chẳng qua là đường tăng nhất thời tham lam, muốn chiếm lấy làm của riêng. Bây giờ ông ta đã biết lỗi và đã trả lại áo cà sa này cho sư phụ ta. Ngày mai vào lúc đại hội Phật y, tôi sẽ giải thích với mọi người thật rõ ràng. Không được làm nhục sư phụ của ta nữa. Có nói chưa? Có thể nói Kim Trì Thánh Tăng đến tuổi già rồi mà cũng không được yên ổn. Mọi người cũng biết tánh của ổng rất là trọng sĩ diện. Buổi đại hội Phật y ngày mai vừa mở màn, tất cả những tật xấu đều bị người ta nói ra hết. Trời ơi, còn cái gì xấu hổ hơn là đi diễu phố. Suy đi nghĩ lại, ổng đang nghĩ lên một bên. Nhưng mà lúc chết, ổng cũng phải mặc áo cà sa cẩm nang mới chịu chết. Đúng là chết mà cũng trọng sĩ diện, danh xứng với thực. Sư phụ, ôi dạ, sư phụ à, tại sao thầy làm chuyện dại dột như vậy chứ? Con cứ kể thầy đi. Sư phụ à, thầy có chuyện gì leo xuống rồi hãy nói đi. Con cứ để mặc thầy chết đi. Sư phụ à, nếu như thầy muốn chết thì con sẽ chết với thầy. Như vậy không tốt. Sư phụ à, hồi nãy thật ngại quá, chỉ vì đệ tử quá nóng lòng nên đã chọi trúng thầy. À phải, thật ra có chuyện gì vậy? Nè đệ tử con đã từng nghe câu nói, ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục chưa? Vậy chưa? Đó, thầy biết chắc con sẽ không hiểu mà. Con thật là vô dụng, uổng công thầy thương con như vậy. Đừng làm phiền thầy suy nghĩ nữa. Sư phụ, các người nói đi, khi khổng khi không, tại sao sư phụ lại tự tử vậy? Chuyện xấu hổ vậy bị lộ hết rồi, không chết cũng không được. Thật là to gan, chuyện như vậy mà ngươi cũng nói được sao? Hắc Hồng sư thúc, tới nước này rồi, trời ơi, con không ngại nói thật cho thúc nghe. Áo cà sa đó là sư tổ lấy trộm của đường tăng thiệt á, nhưng mà thúc không có đánh con đâu ha. Hoàn toàn không biết tôn sư trọng đạo, thật sự là khi sư diệt tổ. Sư thúc à, những gì tụi con nói là sự thật mà. Cả đời cũng nói như hắn sao? Cả đời của sư phụ quan minh lỗi là chính trực vô tư, sao lại làm những chuyện như vậy chứ? Các ngươi người nào người nấy nghe vậy lời của đường tăng thì đã điên đảo trắng đen, không phân thị phi. Ta nói các ngươi không có tư cách theo Phật, đúng là không chết cũng vô dụng. Hôm nay ta phải thanh lý môn hộ giùm sư phụ. Sư thúc, thúc đuổi tụi con đi hả? Vậy chúng tôi cứ thu dọn hành lý. Dạ. Ta nói thanh lý môn hộ, cho dù ta không biết thần giết chết các ngươi, ta cũng phải bỏ mặt các ngươi vào đường giết chó hoang. Có lẽ người nào người đấy cũng biết lỗi rồi phải không? Sư tổ cũng những không ăn cắp đồ của người ta, còn bị người ta hãm hại nữa đó. Là đường tăng lấy trộm áo gà sai của sư tổ, bây giờ trả lại hại sư tổ. Đường tăng là kẻ xấu, chúng là mặt người giả thú, tại hơn một con chó. Sư phụ lại tự tử vậy?
Điều này thì không cần hỏi rồi, nhất định là Đường Tăng dồn sư phụ vào con đường cùng. Dạ phải, sư thúc, thúc nói có phải không? Dạ đúng. Vì tại sao họ phải dùng sư phụ vào đường cùng? Trời ơi, cả đời sư phụ quăng quanh lỗ lạc. Dạ, mà chính trực vô tư. Dạ, thì Đường Tăng cắt bác bà xe đó. Sư tổ không những ông dịch mặt ổng, còn muốn tổ dụng ổng đó. Sư tổ thì là sư phụ muốn dùng tội dụng Đường Tăng. Vậy tức là Đường Tăng đã hại sư tổ đến nông nổi này. Đúng rồi. Quyết bắt ngươi về chuộc tội. Ngô Tình, có phải có còn nghĩ tới chuyện áo cà sa không vậy? Sư phụ à, Ngô Tình có trách nhiệm bảo vệ thầy. Bây giờ cái áo cà sa của thầy con cũng giữ không được nữa. Trời ơi Tam Đệ, bỏ đi mà, của đi thay người mà, tặng chiếc áo cà sa cho tên ôn thần đó để hắn không còn cản trở chúng ta. Hey, sư phụ à, theo con nghĩ á, nếu thầy cho con dạy tên Hắc Hùng Tinh một trận, con nhất định lấy lại áo cà sa cho thầy. Con lại nói chém nói giết nữa rồi. Chuyện áo cà sa không được nhắc tới nữa, tiếp tục lên đường đi. Đứng lại, bỏ dậy sư phụ. À, thì ra là ngươi. Làm gì đây? Muốn tiễn tụi ta một đoạn hả? Không cần cái sáo gì đâu. Có phải người thấy hối hận muốn trả lại cà sa cho tụi ta không? Các người hại chết sư phụ của ta, ta không buông tha cho các ngươi đâu. Hả? Ngài Kim Trì Thánh Tăng đã A Di Đà Phật. Không phải vậy chứ. Áo cà sa cẩm nang của sư phụ ta cũng đã đưa cho ổng rồi. Trước đó chết cũng giật, bây giờ giật được rồi cũng chết. Có phải không vậy? Các ngươi còn dám nói nữa? Chứ các ngươi đưa áo cà sa cho sư phụ ta, tới sư phụ ta mới đòi chết. Bây giờ là mọi người cứ tưởng rằng áo cà sa đó là của các ngươi, là sư phụ của ta tham lam phóng hỏa trộm áo cà sa, không lấy trộm được áo cà sa thì buộc ta phải kêu các ngươi đem ra đưa cho sư phụ. Làm ai ai cũng tưởng rằng sư phụ của ta là một kẻ xấu, chỉ qua chỉ dục, tức giận quá cho nên đã tự tử. Thì ra những điều xấu của sư phụ ngươi đã bị người ta biết hết rồi hả? Vậy cũng đâu có cần tìm cũng được chết. Tam đệ để nói phải không? Nói cho cùng cũng là sĩ diện thôi, mất mặt thì có sao đâu, mất mặt còn hơn là mất mạng mà. Sư phụ thầy nói đúng không? Thật ra người trong Phật đạo như là người phàm, sao lại không có lỗi lầm chứ? Bần tăng biết Kim Trì Thánh Tăng là người có lòng hướng về Phật, hy vọng Thánh Tăng có thể sớm về miền cực lạc. Ngô Tình, dạ, con hãy niệm tâm kinh siêu độ cho quan hộ của ngài đi. Dạ. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Hắc Hùng đại ca, người chết đã đi rồi, hay là huynh cùng niệm bài tâm kinh để siêu độ vong linh của sư phụ huynh đi. Mày, sư phụ ta vẫn chưa chết mà. Hả? Sao huynh đã nói chúng tôi là hại chết sư phụ của huynh? Huynh đã nói dối. Các ngươi đã buộc sư phụ ta treo cổ tự tử, cũng may ta tới kịp thời. Trong lúc sư phụ ta đã đưa đầu vào, ta đã cứu sư phụ. Sao ta hả? Ông chưa có chết đâu. Cứu? Huynh tài giỏi lắm đó. Ừ. Nè, qua đây nói về câu chơi. Xin phép một chút nha. Đừng trách ta không dạy con ngươi, đừng có đứng ở đây như trời trồng nữa. Tại sao vậy? Trời ơi, ngươi bỏ ra đây nãy giờ sư phụ của ngươi muốn chết lúc nào mà không được. Không có trùng hợp vậy đâu. Trời, trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp. Vậy tôi phải về trước đi. Xong rồi, cuối cùng cũng đuổi được tên ông thần đi rồi. Sư phụ à, chúng ta tiếp tục lên đường. Không được, chúng ta hãy quay trở lại đi. Đi mà ông chút đi, nếu để mà Hắc Hùng sư thúc mà biết được chúng ta không trông coi sư phụ cẩn thận, chúng ta chết chắc liền đó. Nè, hai người đi đâu vậy? Đi chỗ đó. À đúng rồi, đi chỗ đó sao lại cùng đi chứ? Dạ phải. Khoan đã, sư phụ đâu? Sư phụ đâu rồi? Đâu có liên quan gì đến tụi con sư thúc. Tụi con đã cố gắng con chuyện sư tổ ra, ai ngờ đã sư tổ lén lúc bỏ đi không một lời từ biệt với tụi con. Tụi con không biết gì hả? Hết rồi. Hả? Chắc chắn là đi tự tử rồi, chết là cái chắc. Hả? Sư phụ, sư phụ con không để cho thầy chết được đâu. À, thí chủ, còn nữa, nếu sư phụ ta có mình hay gì là do các ngươi gây ra đó. Hả? Tuy rằng bây giờ ta không thể sát sinh, nhưng ta vẫn có cách giữ các ngươi ở lại đây. Ta bắt các ngươi phải quỳ trước linh vị của sư phụ ta, sám hối niệm kinh để chuộc tội mà các ngươi đã gây. Sư phụ nói đi, có người nào ngang ngược như này không? Đó, thấy chưa? Hả? Nếu nghe để nói chuồng đi thì đâu có chuyện gì lớn như sư phụ có mệnh hệ gì đi đứt luôn đó. Khổ, chúng ta phải làm mọi suốt đời đây rồi. Hả? Vậy suốt đời này chúng ta cũng đừng mong đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Làm sao đi hả sư phụ? Cái duy nhất bây giờ là chúng ta hãy chia nhau đi tìm Thánh Tăng đi. Dạ. Sư phụ, cũng phải vậy chứ, đi tìm thiệt hả? Ngủ không? Tìm thì tìm. Ủa? Sao nói Kim Trì Thánh Tăng vội đi tự tử mà trốn ở đây là làm gì? Thì ra ông ta đang nghĩ cách chết làm sao cho có mặt mũi một chút, cho dễ dàng một chút. Thôi được, quyết định học theo Phật tổ, cắn thịt cho một con ó ăn. Đúng ra mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, còn thiếu cái gì nữa vậy? À, thì ra chung quanh đây không có ó.
cũng may ông trời không phụ người có lòng. Năm xưa vị Phật tổ vĩ đại có thể cắt thịt cho ó ăn, tại sao hôm nay Kim Trì Thánh Tăng ta đây không thể cắt thịt cho bồ câu ăn? Quyết định vậy đi. Nè bồ câu con ngoan, có đồ ăn đi nè, qua đây ăn đi, ăn thịt của ta đi, ngọt lắm. Nè nè, có ăn không vậy? Nè nè nè, có đồ ăn nè, ăn đi, ăn đi. Ta bảo có người ăn thịt ta mà, ăn đi, quay lại đi mà. Ấy trời, cha đàn chim chết tiệt kia. Cả bồ câu cũng kính trọng ta đến như vậy, không nhẫn tâm ăn thịt của ta. Ông trời ơi, ông muốn tôi phải chết như thế nào đây? Con cọp. Không phải đâu, không cắt thịt cho ó ăn được. Nghe nói Phật tổ đã từng bỏ thân cho cọp ăn mà. Đúng rồi, chỉ có thể cho là chết một cách oanh oanh liệt liệt, gọn gàng sạch sẽ. Quyết định vậy đi. Tàn nhẫn quá. Nếu hôm nay ta tự đưa mạng vào miệng cọp, nhất định sẽ được như ý nguyện của ta. Bị con cọp đói này cắn nát thành trăm mảnh rồi. Nếu ta làm vậy, tức là mắt nó đại khai sát giới rồi. Vậy tức là làm hại nó rồi. A Di Đà Phật, cách này không được đâu. Hai, thì ra muốn chết có mặt mũi một chút cũng khó dữ. Kim Trì vừa đi vừa cầu xin ông trời chỉ dẫn một con đường chết đẹp một chút cho ông ta. Ý, có rồi, cứ quyết định học theo Phật tổ vậy đi. Năm xưa đã ngồi dưới cây bồ đề khổ hạnh tuyệt thực, vậy cũng có thể cho là oanh liệt chứ. Nhưng mà ý, chết một cách này đối với một người xuất gia mà nói không phải là chuyện dễ dàng đâu nha. Mọi người cũng biết đó, người xuất gia ba cử trà hai cử cơm mỗi ngày đó. Trời ơi, sao lại như vậy? Không lý nào. Phải rồi, phải rồi, sáng nay lù bù quá nên quên ăn sáng rồi. Hồi nãy là bị nhát một cái, không lẽ bây giờ chạy về ăn hai miếng cơm sao? Như vậy không được đâu, như vậy chẳng khác nào treo lơ lửng. Không được, ta phải kiên trì. Thôi ông Kim Trì ơi, ông kiên trì cũng vô ích thôi. Cây này chỉ là cây quýt thôi mà. Ôi à, trời ơi, sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Sao ông lại không cho tôi chết chứ? Ông đối với tôi thật là tàn nhẫn quá. Chà, ngọt quá. Không ngờ trái quýt này nhỏ xíu mà lại ngọt và nhiều nước như vậy chứ. Nếu ông trời không muốn tôi chết ở đây, tôi đành phải đi xa một chút mới chết. A Di Đà Phật. Thank you.
còn một trái dưa nè. Trái nó bể rồi, tôi không lấy đâu. Người ở trần gian thật là lãng phí quá, bỏ phí của trời. Chà, cát không là cát à. À, đại sư, ông ăn mạnh miệng dữ ha. Phải đâu, không hiểu tại sao hôm nay tôi lại mạnh miệng như vậy. Ông chủ à, thì ông làm cho tôi tô mì chay nữa. Dạ được. Đại sư à, chai La Hán và bánh bao đậu đen của chúng tôi cũng ngon lắm á. Được đó, mỗi thứ một dĩa. Dạ dạ, có liền. À, đại sư, hôm nay trời đẹp dữ ha. Phải ha, không hiểu tại sao hôm nay trời lại đẹp như vậy nữa. Ê, à, đại sư à, để tôi nói chuyện này cho ông nghe nha. Nhà của tôi có nuôi con bò lớn vậy nè. Hiện giờ Kim Trì Thánh Tăng vừa ăn vừa trò chuyện với người ta và thảo luận lễ Phật rất là vui vẻ. Với lại ngồi nãy giờ không có một người nào nhìn ông bằng ánh mắt kỳ thị hết, càng không có ai nhắc đến chuyện xấu mà ông ta đã làm, cho nên đã làm cho ông ta quên mất mục đích lần này bỏ trốn. Có bộ nếu không có sự cố gì, ông sẽ trở về thiền viện để ngủ trưa. À được được. Ê, ai ngờ. Đại thúc à, cho tôi hỏi thăm, ông có nhìn thấy một vị chân nhân xuất gia, ông ấy có mặc áo cà sa rất đẹp, khuôn mặt ông ấy rất khổ sở và buồn bã lắm, như là muốn chết vậy đó. Đại thúc có thấy không? Có chứ, nhưng mà ông ấy vui vẻ lắm, lại rất mạnh miệng ăn nhiều thứ nữa. Hả? Còn nói rất nhiều chuyện nữa. Vậy bây giờ ông ở đâu vậy? Ừ? Kim Trì Thánh Tăng à, tôi tìm ngài cực lắm, mọi người đều rất lo lắng cho ngài, sợ ngài đi làm chuyện dại dột. Thấy ngài ăn mạnh miệng như vậy, ăn nhiều thứ quá trời thì tôi cũng yên tâm. Hãy làm vậy, ngài hãy theo tôi trở về, mọi người lo lắng cho ngài lắm á. Tránh ra. Hả? Kim Trì Thánh Tăng, Kim Trì Thánh Tăng, à, ngài hãy theo tôi trở về đi. À. Thánh Tăng, Thánh Tăng, Thánh Tăng à, việc thẩm đó. Đừng đến gần đi, ngài đừng có dạy dọc nhảy xuống. Tập sau có thể chú ký Quan Âm Bồ Tát điểm qua hát hùng tinh. Thank you.